cái con trai em kẹt, em kẹt ở trong mây cung rồi. Khoan, ra cửa trước hả? Có thể đây là một thử thách cho mình đó, mình đừng có nhu, mình đừng có nhu. Chủ tịch Long tới rồi, đủ mẹ. Chủ tịch Long là ai? Không biết làm. Dạo lòng chưa ai đó. Đi. Đó, đó. Oh shit. Bỏ đi mà làm người. Bỏ đi mà làm người. Bỏ đi mà làm người. Có khi đây là thử thách dành cho mình đó, mình đừng có nhu. Thử thách cái gì? Tới nó bắn gì cái đầu bây giờ nè. Thử con cạc. Đúng rồi. Nó bắn vô đầu mày chứ mày nữ. Quỳ xuống đi, mấy con đĩ ơi. Thiên treo, nghe lệnh. Quỳ. Ghi lại lời anh Tâm. Quỳ, tất cả mọi người nghe lời anh Tâm. Ừ đó. Quỳ, quỳ chứ phải nằm ngủ nha. Quỳ chứ phải nằm ngủ nha. Ben kia nghe không vậy? Mày gọi cho nó đi thôi, nói tụi mình đậu hàng rồi. Rồi, rồi đây cái thôi. Đúng rồi, con đau chân quá à. Rồi, không ông ráng đi con ơi, đủ má mày bú sụp 50 lần. Cùng mà. Mọi người ơi, ráng chịu đi. Đủ má mày, cái kèo này là từ thua tới ép bị thua đó, đừng có rướng. Ôi, chịu. Chơi đâu bằng anh. Không, em đầu hàng. Không. Thằng Long tài nhớ quỳ cho đàng hoàng, nó bắn bỏ mẹ mày bây giờ. Anh Long tới rồi. Thôi rồi, trời ơi. Có anh Long tới. Có. Đủ má mày, lần đầu tiên nguyên cái thiên triều phải quỳ dưới cái trời mưa. Lâu vậy ta. Chú ơi, đau chân quá chú. Ráng lên con ơi. Ôi em nghe nè, chú ta thôi. Trời ơi, em đầu hàng. Ôi. Cái hình ảnh này mà truyền ra ngoài giang hồ là phá công chuyện á. Thôi đâu bình thường. Thì mình dùng ở đây tôi. Chỉ là đủ mới thật gan nào. Mình dùng ở đây tôi. Cái này tôi chưa, tôi đi chơi đủ cái đầu. Mày đừng có xỉu, thằng kia quỳ lên. Vậy chủ tịch cho em 5 phút nha. Chủ tịch ai nào thắng được cái thằng này đi vào cái đầu. Đại ca ơi. Đại ca ơi. Đại hết rồi, hết rồi, hết rồi. Mình hết đường rồi đại ca ơi. Là sao? Bây giờ chủ tịch không cho mình đầu hàng nữa. Bây giờ mình cứ ngồi ở đây đi. Ngồi yên ở đây luôn đi. Phải chơi đó. Đủ sung vậy. Đâu giờ thầy cố. Thiên triều nghe lệnh, đứng dậy hết cho tao. Dạ. Nếu người đó là quyết không cho mình đầu hàng. Chơi. Con đợi cái câu này chú lâu lắm rồi nè. Hồi nãy nó đi bộ nó bắn em sắp xẻo bên hướng này nè. Giờ mình luôn. Con hứa với chú. Bây giờ con lên mạng gáy cái nha. Cắp trên cái xuống cái chiến này là mình cút cái đợt hàng của mình luôn đó đại ca. Đúng rồi á chú, cái đợt hàng này tất cả hàng hóa là mình bị block luôn đó đại ca. Chứ bây giờ đụng á, bây giờ làm sao, mày muốn tôi làm sao nữa? Không biết. Còn đéo xuống đéo chứ. Đứa nào còn dư súng cho anh gây coi. Em vô trong đi. Anh đậu á anh, đậu á anh. Ê không ấy, giờ gọi cho nó năn nỉ cho mình đậu hàng được không chứ đụng. Đại ca gọi. Giờ ném muốn gọi lên đen là sao kìa. Nó chết sạch móc rồi. Ném thì móc rồi. Đầu hàng đi thôi. Quay đi. Đại ca hai lời. Rồi đâu rồi? Nó đâu rồi? Quân tử phải biết lúc nào nên nhịn. Quỳ xuống bên. Ơi, bây giờ mình quỳ rồi xíu nữa mình đập chơi nó không? Tự nhiên đã quỳ rồi chơi nó thà không quỳ. Ê, cái bình ga nó lăn kìa, bình ga nó lăn kìa, anh em thấy không? Bên phải, đi. Mình đã chữa rồi.
tới, tụi nó trong nhà, tụi nó trong nhà, tụi nó ngoài cây, tụi nó đủ trò hết kìa. Ôi bình ga nhiều quá anh ơi, trời ơi. Trời ơi, cái bình ga này nó mà có vấn đề là xong. Trời ơi. Nó đang đi vô lông. Dạ sorry sorry, nhanh cơ. Này này, con này được này. Bị vấn đề đó, thằng ở trong kia không bị vấn đề hết. Để vô. Sao thấy sót nhiều lắm á, đây có bít à. Đi đây, đổ quá. Vô cánh bay. Đi vô tường, đi vô cái tường kia. Sao vậy viên trời? Đi qua bờ tường đi. Anh trai này đứng sát kêu bờ tường bên kia đi. Màu đỏ đứng qua bên hết đi. Màu đỏ đứng qua bên hết đi.
Rồi đứng xa tao ra. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Được, được, được. Mấy anh ơi, bình tĩnh mấy anh ơi. Anh ơi, bình tĩnh. Tao cày, nó lấy cái lốc bít của tao. Thôi thằng nào thó, lấy lại cây M15 thôi được rồi. Anh em có sao không vậy? Giờ này sao nữa? Mất nữa bây giờ đừng nói nữa. Đừng quay lại. Sợ quá. Sợ một cười không mày? Anh làm gì vậy? Không bị sai tâm lý rồi. Hand shop. Hand fucking shop. Oh shit. Oh shit. Đủ mẹ tiếng tỉnh hang luôn. Rồi hôm nay úp mặt vô luôn. What? Ủa mà xong đi em, mày chui qua kia rồi mày chạy. Cho em quay lại quay về. Giờ hai cái nách lên đi, giờ hai cái nách lên đi. Út vô đây đứng nè. Tôi là ai đây là đâu? Rồi mọi người nghe hơi lạnh tôi nha, nhưng thật kê đáng khi biết là ông xem con ngựa không có giỡn, không có giỡn được chứ, không có giỡn ghê. Tụi mày nhớ cái điệu nhảy của cái thằng tóc trắng này vừa nhảy không? Tụi mày nhảy theo nó nãy đi. Tóc trắng là tóc nè. Không biết, không biết. Nhảy vậy nè, rồi. Thấy chưa tôi nhảy cùng lúc đi cho nó bị về. Rồi đếm đi, anh em chuẩn bị hết chưa? Tao đếm cho. Từ từ, chuẩn bị hết chưa? Một. Ok. Một. Hai. Một con cạc về một quài vậy anh trai? Ai ghi lại tờ giấy? Ghi lại tờ giấy. Tăng Bà này chưa hả ông? Nè, bây giờ ấm mặt vô tường đi. Ấm mặt vô tường. Rồi, dậy lên. Nhục quá. Đại ca. Rồi, sẵn sàng chưa? Nhưng thật ghê đắng khi biết là rồi, giỡn nhiêu đó đủ rồi đó. Ôi. Biết không sợ. Chào bắn em ơi. Rồi. Giỡn nhiêu đó là đủ rồi đó. Mày anh tha cho tụi em. Đứng lên. Rồi cái điều thứ nhất là bỏ tụi bay. Rồi chặt tay chặt chân của một thằng em tao. Mày nhớ điều đó không? Mày có nhớ điều đó không? Dạ có. Nó chỉ đi ngoài đường, nó giỡn hết. Tụi bay bắt cóc nó, tụi bay chặt tay chặt chân. Ủa rồi chặt tay chặt chân nó. Nó về nó khóc, nó bỏ ăn mấy bữa. Dạ. Rồi thằng nhỏ có một con mắt à, mày cũng đòi móc mắt nó nữa. Nói vậy thôi chứ đâu có dám làm. Mày biết nó về nó trầm cảm, nó khóc mấy ngày mấy đêm không? Trời ơi. Nó bỏ ăn, bỏ uống. Tại nó phá quá em tính hù nó một cái, để mốt ra đừng phá nữa thôi. Rồi hôm bữa giờ tụi bay cũng đụng với mấy anh em tao nhiều rồi. Hôm nay tao cũng lấy lại cây M5 thôi. Đúng mày, em lộn thôi M5 bước rồi đi.
nào nó không ơi quay lưng nghe cô đâu mày học thua rồi nô lấy ra đi anh lấy ra đi thằng nào dạ em mày sẽ chào nói chứ vậy giơ tay lên dạ em lấy này nè thì mày lấy mày trả mày làm gì vậy nhậu để ở nhà người rồi kỳ 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 vậy mày kỳ vậy cho em về nhà em lấy mang lên được mà hơi cơm gạo đó rồi đứng lên mà em làm theo lệnh nữa đứng lên rồi ok ai chở em về nhà em lấy không tự về lấy mày ờ nhưng mà xe nổ hết rồi hồi nãy tụi mày thó mấy cái lốc bít của tụi tao làm cái gì đúng ra lốc đi đúng mẹ mày lốc bít cũng lấy người ta chi mấy người đó rồi đổi rồi vậy không có lốc bít ai có lốc bít không tao tao nào này lấy cái cân của tao lên chạy gần tao gấp nha trời ơi sao cái cây nó có gai vậy anh ơi em tụi mày cười cái lồn gì dạ em lấy cái cân của anh rồi em trả dạ anh có một cái lốc bít trong người em nãy em có to để đây giờ đây giờ anh cho em về nhà em lấy đúng không ạ đi giờ nhớ lên nghe đừng có đi luôn trời em đi lấy đi luôn xe ơi đâu sao không thôi được rồi rồi giải tán đi đứng đây chị một bạn ở lại thôi ai lại ca lại đại ca lại đại ca lại đại ca lại đoán xem đoán xem đoán xem tụi tao làm gì đó đi ơi không được chết khó chịu cùng chị luôn nghĩa khí quá ha thằng nào mới nói đại ca lại vậy chị chào thiên triều này á một giọt máu đào là một áo nước lũ mặt cũng giống tao ấy là người của thiên triều chết là ma của thiên triều nghe chưa mặt cũng giống cái mặt này cũng giống tao ấy nhưng mà cái tai mày chưa giống đâu nếu mà cái tai giống thì thành anh mất rồi đúng rồi quá gì giờ đi làm vậy chặt em đừng chặt anh em thằng nào mới nói thằng nào nói câu đó là chặt thằng đó hộ rồi xong chặt luôn đó luôn chặt luôn bước ra chặt thằng nào mới nói câu đó mình đi lại nước này được mấy anh ơi em nói nghe nè nếu mà đã chặt một thằng trong tụi em rồi thì không mấy mình chặt hết luôn được không đúng tụi em là có phúc cùng hưởng có quả cùng chịu dù mày tự chặt đi tao chặt mỗi tay tụi mày nghĩ sao bao nhiêu người đây kêu tụi tao chặt đúng rồi vậy cho nên vì cái việc mỏi tay đó nên đừng có chặt mỏi tay chỉ chặt một thằng thôi cho nó lẹ đủ mẹ mày đang căng thẳng rồi cái lộn đang ở đâu còn lâu mới nói ôi đồ đau đừng đủ mà mày lên đây ăn đủ đó cút đi cút rồi. Đi nhà bà ngoại cút bị xuống xuống rồi nhà bà ngoại nhà bà ngoại cút nhà bà ngoại còn cút nữa sao đẩy ra chặt cao này dạ không cần đâu nó lên chịu tội chung với tụi em á mày đâu có chặt tay thiệt rồi rồi đâu chọc ra đây mày rút lên sao vậy chọc ra đi mày mày nói ai đâu chọc ra đầu đinh em hỏi không có đầu chọc cái thằng người Nga pha kè lồn này cũng mẹ mày máu tu quá mà mày nói mày đại ca ơi chết cũng đi mẹ ơi chú ơi mày đi ra đây mày đi ra đây không được chú ơi không được đi cho mọi người đi ra đây đi ra đây chú ơi một mình nữa thôi chú ơi này nó đi tỏ vô là nó mất rồi lấy gì đi tỏ đây trời ơi trả cho thằng em để lại cánh tay cánh tay
Lỗi tại ông. Trời ơi, anh nghe tiếng gì vậy? Cảm giác thật là thoải mái đó. Trời ơi. Cái gì? Bây giờ mày còn hai tay không? Hai tay lên đây đi là còn một đó, đừng. Mày đứng sắp vô góc hết rồi. Này đứng góc bên kia góc hết rồi, làm gì vậy? Đứng vô. Đúng mớ mày đừng làm vậy con ơi. Ơi đi hết đó. Bia ơi, bia ơi, bia ơi. Lệnh ơi. Nói lại thằng em tụi con đi, nó đòi mua bom lên chết chung với tụi nó nè. Trời ơi. Đứng vô lên ngoài. Thằng lộn nào là thằng lộn đi kiếm chuyện với bên nó vậy? Thằng chắc là đó. Muốn kiếm chuyện mà chị mới tự kiếm. À đúng rồi, rồi chú luôn á, đụng, xin lỗi tụi con. Không phải chú ơi, học chú ơi, ở đây đừng có thôi. Đúng. Bắt nguồn từ cái ông đạp chú Jun á. Đúng rồi, nhưng mà không đúng đâu. Kể sai hết rồi. Đừng có đúng nữa, trời ơi, sai hết đi. Trời ơi. Hồi lỗi cho con. 1, 2, 3, 4, mấy anh ơi cho đẩy tay xuống được không? Mỗi tay quá. Mỗi thằng là 8. Mỗi nách quá. Rồi. Thằng nào bị viêm cánh vậy? Sao được? Ôi, con bình tĩnh. Mặc đáy hả? Để chú lấy chai nước nha. Đáy vô trong cái chai nước nè. Bên chai có chai nước không cho nhỏ giáo nhỏ giáo. Trời ơi, ngu má thằng nào vậy? Hết đi. Ghê quá. Dạ. Trời ơi. Ra cái luôn rồi. Ghê quá. Yêu. Trời ơi, mấy anh trai ơi, nó ra cái rồi đó. Cái tay của thằng lộ lê ở nhà là tay trái hay tay phải vậy? Không biết nữa. Thằng Sukana mà. Sukana chứ. Đổ thằng rồi. Trời ơi em ơi, vì một câu nói của anh mà mày cục tay rồi. Thôi. Em đành thỏ cục rồi đây ca ơi. Thỏ cục. Thó mà cục thì đụng mới làm sao thó. Còn thằng lồn cái game mấy năm lâu dữ vậy. Nó bỏ mình đi rồi. Gọi cho nó đi bia bác sĩ ơi. Kêu nó đừng có mua bom lên đây chết đây. Chung với người ta nha. Tao quỳ tao lại nó đó. Con trở lại. Một trái bu ly là đi. Mày đem cái mờ bên em lên đây. Em lên đi. Điệt đi. Không mang cái gì nữa nha. Một tay rồi, mang nữa là hai tay rồi. Không. Nói với nó là thằng thó cục tay rồi. Đừng có làm gì dại dột á. Chú ơi. Trời ơi, nó đang lên đó chú. Trời ơi. Lệnh à, nuôi con bao nhiêu năm. Giờ tới lúc con trả hơn cho chú hơn cho chú rồi. Ra cho anh Long báo chú đi con. Chú ơi, tha cho tụi con. Ông. Không con luyện làm sao nữa không? Long chịu. Chú, Long chơi. Con làm châu Long vợ cho mấy chú. Chơi rồi em ơi. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Ui cái gì vậy? Trường nó làm gì không giờ? Trường nó chữa chê chú ơi. Chê rồi, trời ơi. Trời ơi, con có nỗi nào đâu mà chú chê.
Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Chạy chơi xe máy cày. Trời ơi. Cái gì vậy? Bởi bánh xe. Quấn trong miếng cái băng này nó thấm máu quá rồi, nó chảy quá. Để anh để. Ấy. Ấy. À, gạt quá vậy. Cái đường dạ. Cái này à, cái xịt này đông lạnh hả? À, anh trai xịt vô tay nó, đừng xịt vô lỗ mũi em khó thở. À. Mình biết cảm ơn không mày. Cảm ơn đi. Cảm ơn đi. Cảm ơn đi. Ngủ luôn rồi. À, em vừa mới bất tỉnh. Mày chết lâm sàng hả? Em đau quá, em bất tỉnh rồi, đại ca ơi. Hút đi, hút gì nữa đâu nè. Nhìn tôi mời mình năm hơi lâu quá. Trời ơi, A Bao ơi. Nghiệt nhiều khi mời năm này có kèm thêm mấy cái trái gì đúng không nhờ? Lâu quá nhờ. Không có. Chơi, chơi gì vậy? Trái gì là trái gì? Trái ngang, trái ngang. Trời ơi, có thời gian hút thuốc nữa ha, sướng quá ha. Cái trái duy nhất là cái trái ngang tình đời đó. Giảm bớt tí thôi. Lỗi. Nói chứ tụi em cũng xin lỗi mấy anh, tụi em biết sai rồi. Lỗi của tụi em là đụng ai không đụng lại đụng nhầm mấy anh. Cuộc đời này tự giờ vậy sao? Mấy anh lòng thì chịu bước ra đường. Thấy mấy mặt lòng mày né hết rồi, thấy mấy anh này né hết kìa. Không phải. Trời ơi em dân giang hồ, em nói nó quen cái việc. Muốn là thấy mấy anh này né ra nha, lòn nó dắt về là tao cho đi luôn đó. Quá nhi. Cái này quá thò ra đại ca ơi. Quá thò. Không phải, thò nhi. Má thì dừng luôn đi ta. Mỗi cái tay quá chú. Bỏ xuống đi, ai ép tụi mày. Có như nào nó mang đứng anh em mình luôn. Đang là đang đi luôn. Anh Ba ơi. Thôi bây giờ em nói vậy, nếu như mà thằng mà bên năm nó không lên, ở nhà em có ba đứa con gái. Mình lấy hết đi. Tới chưa. Sao, sao? Anh Ba ơi. Anh lấy em, đừng lấy đứa mình lấy trong nhà em. Vợ lấy mình xài. Vợ lấy mình xài. Sao mấy chú lại chê con? Rồi em biết rồi. Em biết rồi, cái gu của mấy anh nó khác đúng không? Đi đi, giúp đi. Đấy, em đi. Thấy sao vậy? Em thay được, em thay ba chị được của em được không? Ai còn thắng làm vua, thua làm bá lát hả? Còn đó anh bán đi. BABC dậy gọi cho nó đi. Em đói quá anh ơi. Dạ em xin cái bánh ăn. Đừng nói tao nó cầm cây nó vô đây xong nó sấy hết mấy này nha. Không, chú nào không có gan đâu chú ơi, nó không có gan đâu. Nãy nó còn đòi cầm trái bơm lên đây nó chết chung với tụi này, nó mày kêu nó không có gan. Mày có gan không? Không, nó mộm chú biết cái miệng nó mộm đó giờ. Ôi thôi. Không chào. Xíu giờ tao lấy cái tay quân chung này ra, tao gắn nó bụng.
rồi. Mày đưa lên, mày đưa. Cái này cái gì đây? Cái đây. Ơi hình như cái tay em thô đây rồi. Tụi nó chặt rồi. Mày chậm quá nè, thôi mất cái tay rồi đó. Dơ, dơ, dơ mày đó. Em đi cũng sẽ ghẻ mà anh ơi, anh ơi. Rồi, súng đâu nữa giờ? Anh ơi, giờ anh trễ giờ. Rồi, rồi vậy. Ủa, anh tao không mất tay hả, đại ca? Mày không mẹ, mày không hay mẹ, tay tao ướt chẹp hả? Nghe người ta nói này. Đi về đi kìa. Đi về. Đi về. Dạ. Em chào chủ tịch, em đi về. Bước đèo bước. Em chào anh. Xe đâu mà về đây. Mình đi bộ về luôn không? Đi bộ về thành phố luôn. Đi bộ về. Con xe của ai còn nè? Con xe của chị gái. Cái gì vậy?